Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món cá bạc má chiên nước mắm. Đây, tổng cộng là mình mua tổng cộng là 5 con. 5 con là khoảng nhiêu ký bà? 5 con là hơn nửa ký. 5 con là hơn khoảng nửa ký là nhiêu tiền bà? 20 ngàn. Ngon, bổ rẻ. Một tí nước mắm thôi. Cái này là mình có ướp hả bà? Rồi, chế một muỗng nước mắm thôi. Dạ. Một muỗng nước mắm nha các bạn. Mình chế đều lên luôn hả bạn? Chế đều. Đều lăn lại. Dạ. Chế đều lăn lại. Đó. Bạn lăn bằng tay cho nó thấm nha các bạn. Rồi. Mình có cần để trong bao lâu không bạn? Hay là ấy? 10 phút. Dạ, mình để trong 10 phút. Thấm nước mắm vô. Dạ. Rồi còn cái chảo lên đổ dầu vô. Tiếp sau đó thì các bạn bắt chảo và đổ một muỗng dầu ăn vô. À, cho khoảng 2 tép tỏi nhỏ vào. Đó, à, thôi rồi. Đây là một trong những cái giai đoạn hết sức là căng thẳng gì các bạn, khi mà các bạn cho cá vô thì nó dằn rất dằn nha các bạn. Mùi rất thơm. Vừa đó các bạn. Dạ, để lửa vừa các bạn, lửa cỡ này được rồi. Đây. Đây. Sau khi các bạn đã thấy cá nó vàng một bên rồi đó thì các bạn cái dùng mình dùng này cái xiên các bạn, cái gì bạn? Sạn, cái sạn. Đó. Các bạn đẩy dưới lên cho nó cái da cá nó đừng có dính cái chảo mình đó. Các bạn có thể là dùng cái đũa để đảo này. Đó, bạn cá thấy nó đổi màu rất đẹp các bạn. Sau khi các bạn thấy nó vàng các bạn bỏ ra dĩa nha. Đây. Cái này thấy thường nó làm xả hả ba? Có xả hả ba ha? Có đủ đủ nước xả. Dạ. Nước mắm. Này, đây là thành phẩm của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có bất kỳ câu hỏi các bạn cứ comment dưới video cho mình nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.